Dạ, lần đầu tiên thì Châu Nguyễn cùng Quỳnh Bình xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Thì trong cái video clip tiếp theo này thì Nguyễn cũng có một cái chủ đề như thế này. Đó là cái chấp về khi mà ta chấp trong danh, trong lợi, trong tình đều là của ta hết trơn. Thì trong kinh Phật hay nói là ta có ngã và cái sự chấp thì nghe nó khó nghe quá quý vị. Nó thật sự là khó hiểu. Thì vậy là khi mà có ngã sở chấp gì đó thì mình phải làm sao? Và có một cái nữa là mình chấp tướng và tâm. Thì mình nói là bây giờ cái gì nó cũng không hết trơn, thì thân này là nó cũng không, nó cũng là giả tạm. Như vậy là cái thiện và cái ác này, nếu mà ta chấp cái thân này là không phải của ta, thì cái thiện cái ác này ai làm và ai gây ra? Và rồi một cái nữa, ta không là gì cả, hay là tâm ta không là gì cả, là vô duy bất diệt, là cái không. Như vậy là ta là cái gì? Chứ không lẽ là cái không không, không có gì luôn. Cái chỗ này nó như thế nào thì đệ cũng nhờ Quỳnh Bình chia sẻ cái chỗ cái ta không và cái thân và cái sự thiện ác này nó đi như thế nào. Rồi bây giờ thì mời. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính chào tất cả ông bà, cô bác, anh chị em mình nha. Trên toàn thế giới cả nhà. Và cái vấn đề á mà hôm nay nó có một cái gì nè. Cái không và cái có. Nói cho dễ hiểu. Dạ. Thì á, mình bỏ cái có, cái không mình dựa vào đâu để sống, để phát huy. Thấy không? Còn nếu như á, mình bỏ cái không, cái có này nó cũng không phát huy được. Cho nên hai cái có và không mình đều dùng nha. Nhưng mà cái dùng chủ chấp và cái dùng không chủ chấp. Cái dùng mà chủ chấp là mê, cái dùng không chủ chấp là ngộ. À, đơn giản như vậy. Thì từ cái chỗ này tôi lấy bản thân tôi nói một vài điều cho dễ hiểu. Hôm nay tôi dùng cái tướng này để tôi sống, tôi hoạt động, nhưng tôi không chủ chấp vào cái tướng này. Là ai lợi khen cái tướng này, hay ai chê cái tướng này, hay ai cho tốt cho xấu gì, tôi cũng đều thanh thản. Tôi không trụ vào cái khen cái chê, hay trụ vào cái tướng của tôi như thế nào mà tôi sanh á, là tranh chấp với người ta, sanh ra buồn vui phiền não cho chính mình. Đó. Thì chính là tôi dùng cái tướng để làm phương tiện mà tôi không có trụ, là tôi đã ngộ được ha, ở trong cái tướng này rồi. Còn nếu như tôi dùng cái tướng này mà tôi ngộ, thì ai khen tôi á, thì tôi vui mừng, mà ai chê tôi quạo quọ, tôi chửi lộn với người ta. Thì chính cái chỗ này là tôi đã chưa có ngộ cái tướng của tôi à. Tôi còn trụ vào cái tướng của tôi sanh phiền não nè. Thấy không? Chứ tướng tôi phải dùng chứ sao tôi bỏ được. À, cái tên của tôi cũng vậy. Thí dụ cha mẹ tôi đặt tôi là tên Bình. Nhưng mà tôi thoáng một chút. Ở trên thế gian này nhiều thứ tên Bình, đâu phải tôi. Cũng nhiều người tên Bình chứ đâu phải mình nên tôi tên Bình đâu. Mà tôi phải bảo vệ, chấp nhận cái tên Bình của tôi. Cho nên ai gọi tôi là tên Bình, gọi tôi là Bình Pháp, là thằng Pháp Sư, là thằng A-tu-la, là tiểu yêu tiểu quỷ, hay là cái gì cũng được chứ. Thí dụ, thì ai gọi tôi tốt tôi cũng thanh thản, mà ai gọi tôi tên xấu tôi cũng thanh thản. Là sao? Là tại vì tôi dùng cái tên mà tôi không trụ vào cái tên của tôi. Tôi đã ngộ được cái tên của tôi rồi. Thấy không? Đó, còn nếu tôi chấp cái tên của tôi á, ai gọi đúng tên tôi vui chọi chặt tên tôi, bắt đầu tôi bực bội khó chịu, tôi đi cự người ta, tôi chửi lộn người ta, đi sanh phiền não cho chính mình. Thì như vậy là tôi đã mê cái tên của tôi rồi, chứ tôi chưa có ngộ cái tên của tôi. Nghe không? Cái họ, cái pháp danh, tất cả mọi thứ trên đời mà mình đang sống. Thấy không? Thì cái gì cũng là phương tiện hết. À, từ đời tới Phật pháp đều là phương tiện hết. Ăn uống ngủ nghỉ đồ mặc tất cả đều là phương tiện hết. Nhưng nếu mình dùng cái phương tiện mà không có tổn hại ai, từ loài thú cho tới loài người, cả trực lẫn thanh, cả thiện lẫn ác, phương tiện nào dùng cũng được, không quan trọng ít hay nhiều hay như thế nào. Và mình cũng kho dùng phương tiện nhưng không có trụ vào phương tiện để sanh tranh chấp phiền não, thì phương tiện nào mình ngộ cũng được hết. Thấy chưa? Còn nếu mình dùng phương tiện nào mình cũng mê chấp vào phương tiện đó, cứ sanh buồn vui phiền não là kêu bằng hoài, thì mình dùng phương tiện nào mình cũng mê.
Mà Đức Phật nói ngộ một giờ làm Phật một giờ, ngộ vĩnh viễn làm Phật vĩnh viễn, mê một giờ làm chúng sanh một giờ, mê vĩnh viễn làm chúng sanh vĩnh viễn. Cái chúng sanh hay Phật là do mê hay giác mà thôi. Thấy chưa? Đó, cho nên á, từ chỗ này á, là cái vấn đề mà cái gọi là cái chủ chấp này á, nó không phải một món. Mà nói về buông bỏ đó là không phải mình không dùng phương tiện ha, có phương tiện rồi bắt đầu buông bỏ cái phương tiện đó là, nhưng có những người buông bỏ phương tiện đó nhưng vẫn chấp. Hỏi sao kỳ vậy? Thí dụ bây giờ nè, tôi bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình, bỏ hết, đúng không? Là tôi bỏ rồi nhưng mà tôi vẫn chấp. Chấp là gì? Tôi thấy bạn đạo của tôi người nào á có vợ cái bắt đầu tôi khinh khi chê bai người ta, tôi sanh phiền não cho tôi. Tôi bỏ rồi mà tôi vẫn chấp. Thấy chưa? À, còn người bạn của tôi tuy không bỏ nhưng người bạn tôi không có chấp. Tại sao vậy? Người bạn tôi á, người ta sống vẫn có nhà, có cửa, có vợ, có con, nhưng mà tâm hồn người ta vẫn thanh tịnh. Người ta không chủ chấp vào chuyện của ai, người ta cũng không chủ chấp vào chuyện của bản thân người ta nữa. Vợ chồng ta sống là kêu bằng chân thật, hạnh phúc và đối xử tốt với nhau để cùng tu cùng tiến, hai bên đều là đi vào con đường tỏ ngộ hết. Thì người ta cũng có tất cả, người ta để người ta sống, người ta làm phương tiện đó, nhưng mà người ta cũng giải thoát giác ngộ được vậy, đúng không? Còn tôi tuy tôi buông nhưng mà tôi còn chấp, tôi đâu có ngộ được đâu. Thấy chưa? Cho nên từ chỗ này, ý tôi muốn nói ngộ hay mê là ở nơi tâm, chứ không phải ở nơi tướng. Còn phương tiện, chỉ cần cái phương tiện mình dùng mà không có hại ai, từ loài thú tới loài người, có cái phương tiện nào dùng phương tiện đó, không có thì thôi. Đó. Rồi dùng cái phương tiện để mà mình phát huy cái đường tu tiến của mình, giải thoát trở về ánh sáng, để giúp mình giúp muôn người muôn loài, thì phương tiện nào dùng cũng được, chứ không cần phải bỏ phương tiện. Đó là như vậy. Cho nên á, ngộ hay mê là do tâm chứ không phải do tướng, không phải do phương tiện nha. Cho nên mình đừng có trụ vào phương tiện mà nói phương tiện này á, là mê, phương tiện kia giác, phương tiện này đúng, phương tiện kia sai, không phải đâu. Mê hay giác là do tâm. Đó là như vậy. Dạ. Thì tiếp theo một cái chủ đề nữa Quỳnh Bình, là để muốn hỏi Quỳnh Bình là thế nào Tây Phương Cực Lạc. Có một cái điều á, thì khi mình như kinh viết thì khi mà niệm một niệm Phật á, thì trên thế giới cực lạc có nở một hoa sen, và càng niệm thì hoa sen nó càng tươi. Hay là nếu mà quên niệm hay là ngừng niệm hay là làm chuyện ác thì hoa sen nó héo. Như vậy á, như có một cái điểm nữa là khi về Tây Phương Cực Lạc đó thì được gần Đức A Di Đà và các chư vị thì sẽ được bớt nghiệp và có thể là chứng vô thượng Bồ đề. Thì cái chỗ này như thế nào? Và đặc biệt một cái nữa, như những bậc giác ngộ ở và hiện tại mà để lời kinh sấm á, thì đây chính là Tây Phương Cực Lạc, và xử lý thân tâm mình gọn gàng là Tây Phương Cực Lạc. Thì hai cái chỗ này nó như thế nào mình? Tất cả các pháp vốn không thật pháp, Tây Phương Cực Lạc cũng là pháp, Nam Mô A Di Đà Phật cũng là pháp, đúng không? Dạ. Tất cả đều là pháp, mà tất cả các pháp vốn không thật pháp mà, đúng chưa? Dạ. Thì từ chỗ này á, pháp của Phật là phương tiện chỉ, mà phương tiện của Phật chỉ vào đâu? Phật chỉ vào tâm. Cái đáp án trong tâm Phật có, trong tâm mình có. Như vậy thì mình tìm đáp án giác ngộ nơi tâm mình, chứ đi tìm ở đâu? Đâu phải tìm bên Tây Phương. Tây Phương là cái pháp, đúng không? Tây Phương ở đâu? Ở Đông Tây Nam Bắc hay trên trời dưới đất? Cho nên cuối cùng á, mình chỉ ôm pháp mơ tưởng mà mình không ngộ chính mình. Trong tâm mình có tất cả nè. Tây Phương Cực Lạc có trong này nè. Phật có trong này nè. Cái gì nó cũng có trong này nè. Cho nên Đức Thầy ông mới phân tích xong, ông mới nói là về địa ngục cũng do tâm làm quấy, mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm của mình là tiên, hay Phật, là quỷ, hay ma cũng là tại nó. Của người nào ngộ là của người đó, ngộ là của người đó. Mình ngộ là của mình, chứ tìm ở đâu. Cho nên á, Phật nghĩa là gì? Thấy không? Cái cõi Tây Phương là cái cõi đại thanh tịnh, là muốn nói vậy thôi. Chứ
mình dứt bỏ được phiền não để mình trở về bản lai thanh tịnh mình là mình đã có cực lạc rồi. Thấy không? Đó, mỗi hoàn cảnh không làm mình, ô nhiễm không làm mình, phiền não là kêu bằng chủ chấp dính mắc gì được hết. Thì chính cái chỗ này là cực lạc rồi. Phật là gì? Quan hỷ yêu thương tất cả muôn người muôn loài, là Phật thương chúng sanh như mọi tử. Thấy chưa? Rồi Phật có gì? Có bi chí dũng. Ráng mở bi chí dũng của mình ra để giúp nhân loại tỉnh ngộ. Thì cũng như Phật hồi xưa, Phật giúp nhân loại tỉnh ngộ. Thì Phật có cái gì mình có cái đấy. Thì tất cả các pháp chỉ cho mình ngộ nơi tâm của mình để mình hành đạo. Chứ mình đi tìm ở đâu, cầu ở đâu. Tây phương cực lạc cũng tại tâm, mà địa ngục cũng tại tâm. Địa ngục là gì? Địa ngục là tham sân si phiền não, là thù ghét, là cái bằng là ganh tị, là bức xúc, là hung bạo, tắc gian trá, không? Thì tất cả những điều này là địa ngục ở nơi tâm mình. Còn mình dẹp được cái này là mình dẹp địa ngục của chính mình. Mình trở về bản lai thanh tịnh là mình trở về Tây phương. Mình yêu thương muôn người muôn loài là bi. Dùng trí để xử lý giúp mình, giúp muôn người muôn loài thức tỉnh tâm hồn là trí. Dũng là sự buông bỏ, đó là giác ngộ, hành đạo giải thoát. Thì chính cái chỗ này là Tây phương cực lạc. Thì mình về địa ngục cũng do mình, mà mình về Tây phương cũng do mình ở tâm mình chứ ở đâu. Thấy không? Chứ không có ở đông tây nam bắc hay ở trên trời dưới đất gì đâu. Mình đừng tưởng tượng ra bên ngoài. Đó là cảm ơn Quỳnh Bình đã chia sẻ một chủ đề như vậy. Thì có một chủ đề nữa Quỳnh Bình. Chủ đề như thế này: đâu là mục đích thật sự của người tu? Và nó có vài mục đích đề cũng liệt kê ra nè. Thứ nhất là xóa bỏ phiền não nè. Thứ hai là được sống nơi Tây phương cực lạc nè. Thứ ba là chứng đắc trở nên bậc siêu phàm nè. Hay là những nguyên nhân khác là tiền tài danh vọng gì đó, thì những nguyên nhân khác. Nếu xóa trừ phiền não là gốc, thì cái người mà xóa trừ được phiền não đó thì có xem là bậc giác ngộ chưa quý vị? Tóm lại á, tất cả các pháp giống không thật pháp, biết mình là Phật chứ phải Phật. Thấy không? Vì chúng sanh đê mê ta mới đem pháp thiết, nếu giải thoát rồi pháp bất khả dụng. Thì từ chỗ này đó, cái pháp là phương tiện để chỉ thôi. Nếu như mình giải thoát được phiền não của mình, mình đã sống dưới cái ánh sáng bản lai thanh tịnh, giác ngộ của chính mình, thì cái đó nó đầy đủ hết rồi. Thì mình dùng cái đó để mình phụng sự cho muôn người muôn loài là nó đầy đủ hết rồi. Còn tất cả các pháp là nói để chỉ vô đó thôi. Đúng không? Cho nên á, từ chỗ này á, nhưng nếu như mình ngộ mà mình đi cho mình đi khoe với người ta, mình ngộ rồi mình chê người ta là kêu bằng á là thế này thế nọ thế kia, thì cái ngộ của mình nó dính vào bản ngã là sao ngộ. Đó. Còn nếu như mình dùng Phật tánh của mình mà mình đem Phật tánh của mình để khoe khoang, để so đo với trần gian, để sanh phiền não hơn thua đó, thì cái Phật tánh mình nó mất giá trị rồi, còn Phật tánh đâu nữa. Thấy không? Cho nên từ chỗ này á, mình ngộ được rồi thì mình dùng cái sự sống đó sống với muôn người muôn loài, chứ không phải đem đó ra để so đo với người ta, hay là để tranh chấp với người ta, hay để chứng minh tôi ngộ quý vị chưa ngộ, tôi Phật quý vị ma, không có chứng minh vụ này, cũng không so đo vụ này được. Tại vì càng chứng minh càng so đo là nó sanh bản ngã, nó sanh phiền não. Mà hãy nó sanh bản ngã, nó sanh phiền não là chúng sanh rồi chứ không phải Phật. Có một cái gì nè, có cái sự chênh lệch giữa hai cái từ. Một cái là cái từ đạo, hai là cái từ sống Quỳnh Bình. Thì như Quỳnh Bình hiện giờ thì Quỳnh Bình suy nghĩ đạo là cái gì? Và cái người mà biết sống thật sự có phải là đạo hay không? Thì cái chỗ này giờ mình chia sẻ cho. Thật ra đó, Đức Lục Tổ Huệ Năng nói muôn loài đều có đạo rằng. Cái đạo là sự sống của tất cả trong càn khôn vũ trụ, cả trực lẫn thanh, cả thiện lẫn ác, muôn loài này. Thấy không? Còn tiến hóa về con đường giác ngộ sâu hay cạn, đó là tùy duyên của từng cá thể. Lâu hay chậm cũng tùy duyên của từng cá thể. Đó là như vậy. Cái chữ đạo là nói chung. Nhưng mà bỏ mê về giác, không trở về con đường giải thoát giác ngộ đó, thì tùy duyên sâu cạn, tùy duyên là kêu bằng từng người, chứ cái này là không có đem so sánh được. Đó là như vậy. Còn nói chữ đạo là chung, chứ không phải chữ đạo là để phân biệt là kêu bằng cái này đạo, cái kia không phải đạo, cái nào nó cũng đạo trơn á.
cái chỗ cái nào cũng phải đạo là như thế nào Quỳnh Bình? Hả? Cái nào cũng là đạo. Thì đã muôn loại đều có đạo thì cái nào nó cũng là đạo. Dạ. Thấy không? Đó. Thí dụ cái cây nó cũng có sự sống, nó cũng là đạo đó. Dạ. Cái đạo của cái cây này nó làm gì nè? Nó ai khen ai chê nó, ai cám dỗ nó cũng không nhiễm không loạn. Nó cũng quan hệ hết, nó cũng không có buồn phiền ai chứ. Thấy không? Dạ. Mà nó lọc tất cả mọi thứ thành cái không khí là cái oxy cho tất cả hưởng, nó cũng không than phiền. Rồi nó là thân nó, lá nó, quả qua cái gì của nó, ai muốn sử dụng cho sự sống tiến hóa mình thì sử dụng, mà tổn hại nó cũng không có than phiền. Ủa cái cây nó cũng có cái đạo của nó vậy. Đúng không? Đúng không? Dạ. Thì từ cái chỗ này nó thua mình là nó thua cái trí. Mà trên đời không có gì quý hơn trí huệ. Mình có trí huệ mình nhận định được, còn nó chưa có trí huệ, nó chưa nhận định được, nó thua mình chỗ này thôi. Dạ. Chứ nó vẫn có đạo. Đúng vậy chưa? Dạ. Thì muôn loài nó có đạo, nhưng mà nó thua mình, nó thua cái trí. Còn nó từ từ nó mở trí, nó giác ngộ, tiến quá chậm hay lẹ là cái duyên của nó. Nhưng mà mình may mắn hơn nó là mình được là cái bằng mở được trí, nhận định ra rõ mọi vấn đề, không là một vật. Còn nó thì nó nhận định chưa được. Đúng vậy không? Dạ. À. Trời chứng mưa dưới ta. Thì bây giờ thì cũng 16 phút rồi. Thì thôi trong cái giai đoạn thì, hiện tại của Quỳnh Bình, theo như Quỳnh Bình là hành đạo á, và cái cuộc sống như thế nào, thì Quỳnh có những cái gì góp ý dành tặng cho tất cả quý vị khán giả trong clip này không Quỳnh? Cái mình muốn mình được nhẹ nhàng á, thì mình sống ở đâu cũng được, hoàn cảnh nào cũng được, có ít có nhiều gì cũng được, phương tiện nào cũng được, thấy không? Thì mình có phương tiện nào dùng phương tiện đó, mình đừng có quan trọng. À, cái quan trọng là mình dùng ánh sáng hóa giải được cái phiền não ở nơi tâm của mình, để mình trở về với cái sự giải thoát của bản lai thanh tịnh của mình, để mình đem cái ánh sáng của bản lai thanh tịnh đó để sống với muôn người muôn loài, sống ở đâu phát huy ở đó là được rồi. À, nó cốt lõi chỉ có nhiêu thôi. Còn tất cả các pháp là phương tiện để tháo gỡ những gì mình vướng mắc. Thấy không? Mà mình tháo gỡ rồi thôi mình buông xuống. Đó là như vậy. Cho nên á, thầy tổ dạy rất nhiều. Nhưng mà tới cái khi mà cái người đã ngộ rồi, thầy tổ đâu có nói nhiều. Thầy tổ nói là cái bằng quà bản rồi thì cứ làm theo, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời cái có nhiêu à. À, còn tất cả các pháp là phương tiện để hỗ trợ cho người đó dính mắc quá nhiều, còn mê gì là quá nhiều, rồi còn bị là cái bằng loạn tâm quá nhiều, rồi phiền não quá nhiều, mới đưa ra nhiều pháp để cho người ta gỡ, đúng không? Dạ. Mà khi gỡ hết rồi thì tất cả các pháp cho người khác đi, hay buông xuống luôn đi, giữ pháp làm gì nữa? Dạ. Thì chỉ giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời thôi, giữ chỉ nhiều. À, rất đơn giản vậy. Dạ. Thì đó là một phần clip nữa. À, dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Chắc bây giờ mưa cũng tới rồi quý vị ơi. À. Thì thôi hai anh em mình để nghỉ ngơi, thì có dịp nào nữa thì Nguyễn cùng mình sẽ tiếp tục làm thêm clip dành tặng quý vị. Không giờ thì mời quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, xin kính chào tất cả ông bà cô bác anh chị em coi kênh này trong nước ngoài nước trên toàn thế giới cả nhà. Xin chúc cho bà con mình cuộc sống càng ngày càng nhẹ nhàng, coi video clip này có thể mở trí huệ càng ngày càng sáng suốt, nhận định rõ ràng mọi sự việc để hóa giải mọi thứ, để từ từ mình giác ngộ lần lần tới con đường là viên mãn dễ với Phật lẽ hơn. Nam Mô A Di Đà Phật.